Kính thưa quý vị và các bạn, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp từ lâu đã được người dân miền Tây phong tặng cho danh hiệu Dương Quốc Quýt Hồng, thu hút rất đông du khách gần xa đến tham quan, chụp ảnh trong dịp Tết dương lịch. Đây là cách làm du lịch rất đáng học hỏi. Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết dương lịch, Dương Quýt Hồng Hưng Phát ở xã Hòa Thành, huyện Lai Dung đã tiếp đón gần 1.000 lượt du khách gần xa đến tham quan. Đây là một trong 9 vườn quýt hồng nổi tiếng trên địa bàn huyện Lai Dung, là được nhiều người tham quan thích thú. Bước chân vào vườn, nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng trước vườn quýt hồng rộng mênh mông, xây triểu quả, chín vàng rực, được nhà vườn chăm sóc chỉnh chu để phục vụ du khách tham quan. Toàn huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp có hơn 200 hecta trồng quýt hồng, có 9 nhà vườn đăng ký làm điểm tham quan đón khách, tăng 3 điểm so với năm ngoái. Sản lượng quýt hồng phục vụ cho Tết năm nay khoảng hơn 5.000 tấn. Nhà vườn cho biết dự kiến lượng khách tham quan sẽ kéo dài đến cận Tết Nguyên Đán. Ngoài tham quan vườn trái cây, các nhà vườn đăng ký làm du lịch còn đầu tư thêm nhiều tiểu cảnh cho du khách chụp hình Tết, làm các chòi nghỉ giữa vườn cây cho du khách dừng chân thưởng thức các món ẩm thực miệt vườn làm từ quýt.